Trời ơi, sao em dám qua đây vậy? Bộ em không sợ má em với tía hả? Tình hình còn căng lắm. Em biết là như vậy, nhưng mà em lo cho anh với lại chú Sáu quá, cho nên em làm liều luôn. Thương em quá à. Em có đem qua đây thuốc bổ nè, với lại canh hầm để cho anh với lại chú Sáu bồi dưỡng. Mấy bữa nay chú Sáu đã không ăn gì rồi. Em sợ là không có sức á. Canh hầm luôn. Bữa nay bé Hai biết nấu canh hầm chắc ngon lắm á. Mà món nào bé Hai nấu cũng ngon hết á. Mà anh ăn riết anh ghiền luôn á. Ghiền mà sao anh làm như là ngán vậy? Đâu có, thì anh đã. Vậy mai mốt em nấu cho anh ăn nha. Anh. Hả? Mà thôi, em qua thăm anh chút vậy thôi rồi em về. Chứ không thôi là tí anh thấy tí anh nói á. Sao nhanh quá vậy? Vẫn còn thiếu. Thiếu gì nữa? Thuốc men, cơm canh đầy đủ rồi, thiếu gì? Là em nói nhỏ nè. Quỷ à. Thôi vậy đi, để lâu quá tí anh thấy. Em dặn nè. Nhớ là không có được cãi lại lời tía nữa nha. Anh biết rồi. Nhớ là phải nhẹ nhàng với tía, để tía chịu ăn uống trở lại, rồi uống thuốc nữa nha. Rồi em biết rồi, thôi về đi. Ừ, thôi em về à. Mà khoan, nói nhỏ nghe nè. Ê, ở đây nó nhỏ. Chào bác chú Phồn, không chơi nha. Có thôi, đâu đó đi. Không thích thôi, về à. Ê, bé Hai, thích mà, thích. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy trời.